Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay, em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc, là những chiếc đồng hồ tầm trung giá trị rất là đáng được sưu tầm. Và không để làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu T-shirt. Nhắc đến thương hiệu T-shirt thì tất cả các anh em chơi đồng hồ cũng đều biết đến, từ đồng hồ mới đến đồng hồ cổ. Thì cái thương hiệu T-shirt này thì anh em chơi đồng hồ cũng đã đều biết đến, nó là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Và hôm nay em có một chiếc T-shirt phong dáng quân đội và một cái thiết kế phải nói là rất là khỏe khoắn. Và chiếc đồng hồ này có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất đó chính là cái vàng của nó là vàng bọc 10K Confuse và đáy là đáy SS. Một cái form dáng thiết kế như hình phi thuyền, rất là khỏe khoắn và nó thiết kế dành riêng cho quân đội xưa. Và đi sâu vào cái phần mặt số thì cái phần mặt số là nền mặt zin trắng trải tia phát sáng rất là tốt. Nó kết hợp với các cọc số nổi và có một vị trí lệch góc 3 giờ. Các anh em xem, núm zin có logo hình chữ T, nước vàng còn rất là bén. Và đây là một chiếc đồng hồ zin mộc nguyên bản anh em nhé. Từng góc cạnh em quay rất là chi tiết để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không, độ dày và độ khỏe khoắn của nó cũng hoàn hảo. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh, nó mang đậm chất vintage xưa. Và anh em cùng chiêm ngưỡng một sợi dây da bò kết hợp vào một cái phá cách và đeo cái tông màu này rất là trẻ trung anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy của chiếc T-shirt này còn cơ bản rất mới và chưa đánh bóng spa hay làm lại bất kỳ một cái gì cả. Anh em chơi thoải mái và vô tư anh em nhé. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động, được sản xuất vào những năm 1960 và chiếc đồng hồ này có size mặt là size 34.5mm. Và anh em nào mà chưa có những chiếc T-shirt quân đội trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ sản phẩm này. Nó là một trong những chiếc đồng hồ rất đáng được sưu tầm và anh em nào yêu thích nên cho em A1 giá 5 triệu 800. Thứ hai đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Avia. Một chiếc đồng hồ độ mới còn hoàn hảo. Và anh em thấy không, nhìn vào chiếc đồng hồ này đó chính là nhìn vào cái nước vàng cũng như là cái nền mặt mỡ gà hiện diện trên chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này. Một chiếc đồng hồ Avia với các cọc số La Mã sơn và có một vị trí lệch góc 3 giờ. Nó chạy với bộ máy lên dây, được sản xuất vào những năm 1960. Và đơn giản hơn nữa đó chính là ở chiếc đồng hồ này có hai cái kim đấy, nhìn rất là cổ điển, cùng cái tông màu của những cái cọc số sơn La Mã. Và điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này đó chính là một cái nền mặt vàng mỡ gà zin trải tia bắt sáng rất là tốt và độ mới của chiếc này còn hoàn hảo anh em ạ. Đấy, một chiếc đồng hồ mang đậm những cái nét vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này anh em đeo đi làm công sở diện quần âu áo sơ mi thì rất là tuyệt vời, bởi vì cái form dáng của nó là một trong những cái form dáng mỏng và nó rất là nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà mang đậm những cái nét vintage xưa. Độ mới còn hoàn hảo anh em ạ, lên dây nên là nó cũng rất là bền. Đấy, từng góc cạnh còn rất là bén. Và em quay cận cảnh, nó cũng là một chiếc đồng hồ zin mộc nguyên bản anh em nhé, trừ dây và khóa. Và chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ anh em cùng chiêm ngưỡng. Nó mỏng, đơn giản nhưng mà không kém cạnh những cái chiếc đồng hồ mà nó thiết kế hầm hố anh em ạ. Một chiếc đồng hồ Avia. Anh em thấy không, nó trải tia bắt sáng rất là tốt. Và chiếc đồng hồ này thì anh em cùng chiêm ngưỡng, nó được kết hợp với một sợi dây da đen làm tôn lên cái vẻ mặt vàng cũng như là cọc số sơn đen, rất là đẹp. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem.
Và em xin ướm lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Size mặt là size 34mm anh em nhé. Và anh em nào yêu thích lên cho em mã 2 giá 4.800.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 3 trong video ngày hôm nay, đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Sanzot, một trong những chiếc đồng hồ kịch độc trong cái video ngày hôm nay. Một chiếc Sanzot với cái khung vỏ được bọc vàng và đáy là đáy SS, và nó là một chiếc đồng hồ chạy với bộ máy lên dây được sản xuất vào những năm 1960. Và anh em thấy không, cái nền mặt của nó được làm thủ công và cũng như là những cái nét hoa văn zin, và nó là một chiếc đồng hồ rất là độc đáo và tìm được chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình gần như là không có anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì điểm nhấn đó chính là cái nền mặt với những cọc số là những cọc số nổi, và có một vị trí lệch góc 3 giờ để tất cả các anh em cùng xem, và nó rất là tiện lợi. Và có hai kim đấy, cũng rất là đơn giản giống như chiếc ABA trước, thì chiếc Sanzot này là một chiếc cũng hai kim. Đeo những chiếc này thì nó cũng toát lên những cái vẻ đẹp lịch lãm và cũng như là mang đậm những cái nét vintage xưa. Em quay cận cảnh cái nền mặt để tất cả các anh em cùng xem. Đã lắm anh em ạ. Và một chiếc đồng hồ nền mặt zin nhá, không phải là nền mặt vẽ anh em ạ. Và chiếc Sanzot này cũng độ mỏng của nó hoàn thiện anh em ạ. Đeo chiếc đồng hồ này mang đậm những cái nét vintage xưa và cán mỏng bởi một cái sợi dây nữa, anh em đeo lên tay nó lịt vào tay nhìn rất là đã. Và núm zin có logo hình chữ S, biểu tượng đặc trưng của cái thương hiệu Sanzot này. Anh em thấy không, bao nhiêu năm rồi mà nó còn đẹp như thế này. Zin mộc nguyên bản, đấy là đế SS, còn sáng và soi gương được anh em ạ. Tìm được chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình thì gần như là không có, bởi vì kiếm được chiếc Sanzot, kiếm được cái thương hiệu đồng hồ cổ mà thương hiệu Sanzot này cũng đã khó rồi, mà kiếm được chiếc mặt kịch độc này thì quá khó anh em ạ. Size mặt của nó là size 33.5mm, một cái size cũng chuẩn size vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này thì nó được kết hợp với một sợi dây da đen đấy, làm tôn lên cái vẻ mặt vàng cũng như là cái nét vẽ đẹp ở cái nét vẽ màu đen. Và anh em nào yêu thích lên cho em mã 3, giá em giao lưu là 6.800.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Baynor. Một chiếc đồng hồ cũng phải nói là cũng rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ. Một chiếc đồng hồ zin nguyên bản anh em nhé. Thứ nhất đó chính là một cái khung vỏ. Khung vỏ thì được bọc vàng và đáy là đáy SS. Chiếc đồng hồ này thì đi sâu vào cái phần nền mặt, cái phần mặt số zin anh em nhé, với 3 lòng. Trong đó cái lòng trong ấy là lòng làm từ có cái nền mặt vàng mỡ gà và trải tia sứ dọc, có logo Baynor cũng như là dòng chữ Automatic. Chiếc đồng hồ này thì chạy với dòng máy tự động và nó có hỗ trợ thêm có tay anh em ạ. Có một vị trí lệch góc 3 giờ rất là tiện lợi để cho tất cả các anh em đeo đồng hồ và xem cái lịch ngày. Và cái điểm nhấn tiếp theo đó chính là các cọc số, là các cọc số nổi và có những cái chấm đá trắng rất là thủ công và đẹp. Đấy. Có một vị trí lệch góc 3 giờ này, cũng như là cái nền mặt, cái viền ngoài là cái viền chỉ những cái cọc phút đấy là đấy đét và núm zin anh em nhé, zin mộc nguyên bản anh em ạ, chưa làm lại bất kỳ một cái gì cả, còn mới và sáng. Chiếc đồng hồ này thì cũng rất là giá trị bởi vì là độ mới của nó còn cao và nó là một chiếc đồng hồ zin. Mặt của nó cũng rất là đẹp, gần như là chưa có những cái nét thời gian anh em nhé. Và anh em nào mà yêu thích cái sản phẩm này cũng đừng bỏ lỡ, cái thương hiệu Baynor cũng rất là nổi tiếng ở bên nước ngoài. Và anh em nào mà chưa có những cái chiếc đồng hồ Baynor trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Size mặt của nó là size 34.2mm, một cái size cũng khá là chuẩn size vintage xưa. Và form dáng chiếc này rất là dày và đeo cũng rất là nam tính. Và anh em nào mà yêu thích chiếc Baynor này
thì hãy đừng bỏ lỡ, giá cũng rất là hợp lý thôi. Đấy, và em kết hợp một sợi dây da nâu cùng tông với cái tông viền nâu trên cái nền mặt. Và giá em giao nêu lên cho em là 4 giá 5 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Guinlay. Nhắc đến thương hiệu Guinlay thì anh em cũng biết rồi, nó là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và tất cả các bác sưu tầm thì cũng săn đón rất là nhiều. Và hôm nay em gửi đến một chiếc Guinlay rất là đơn giản, và nó là một chiếc đồng hồ chạy với bộ máy tự động được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được bọc vàng và đáy là đáy SS. Và chiếc đồng hồ này zin nguyên bản anh em nhé, từ mặt kính này đến nền mặt này và cũng như là cái núm. Đấy, đấy là những ba cái mà tiêu chuẩn của một cái chiếc đồng hồ mà còn nguyên giá trị. Chiếc Guinlay này thì có một cái gương mặt trắng trải tia bắt sáng rất là tốt, kết hợp với các cọc số nổi, trong đó ở vị trí 3, 6, 9 và 12 là các cọc số trò và còn lại là các cọc số nổi. Và một cái ở phía dưới cọc số 12 giờ thì có dòng chữ Guinlay. Và chiếc đồng hồ này thì cái kính là kính zin, bởi vì là ở chính giữa trung tâm chỗ trụ ba kim thì có cái chữ W, biểu tượng đặc trưng của cái thương hiệu Guinlay. Đấy, bao năm rồi mà nó còn giữ được một cái độ zin nhất định. Kính zin giữ rất là khó anh em nhé. Tất cả những cái chiếc đồng hồ cổ mà em giới thiệu ấy, thì gần như là những chiếc đồng hồ này là không chống được nước anh em nhé. Và cái núm là núm zin, đấy, cũng có dòng chữ W, com nết vào rất là tuyệt vời anh em ạ. Size mặt của chiếc đồng hồ này là size 33mm, một cái size cũng chuẩn size vintage xưa. Và những chiếc đồng hồ Guinlay thì nó không có size to anh em ạ, nó chỉ tầm 32 đến 33 thôi, bởi vì nó là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là cổ điển. Có một chiếc đồng hồ với cái đáy còn rất là sáng. Em quay từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào mà yêu thích cái chiếc Guinlay này thì hãy đừng bỏ lỡ, cũng giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em cùng chơi. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng, nhìn cũng rất là đơn điệu và cũng nhìn nó cũng rất là đẹp anh em nhé. Và anh em nào mà yêu thích chiếc Guinlay này lên cho em mã 5, giá em giao lưu là 4 triệu 800 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo đó chính là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Le Ronan, một chiếc đồng hồ cũng rất là tinh tế anh em ạ, với những cái thiết kế cổ điển. Ở chiếc đồng hồ này thì có cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau: khung vỏ thì được bọc vàng và đấy là đáy SS, trong đó cái nền mặt là nền mặt zin, một trong những cái nền mặt vàng mỡ gà có trải tia sớ ngang anh em ạ. Nhìn nó thiết kế rất là thủ công tỉ mỉ và rất là cổ điển. Các cọc số là các cọc số nổi, có một vị trí lịch ở vị trí 6 giờ, người ta gọi là lịch lộc đấy anh em ạ. Đeo những chiếc đồng hồ này rất là may mắn và tài lộc. Đấy, rất là thuận tiện để cho tất cả các anh em vừa đeo đồng hồ xem giờ và xem cái lịch ngày. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động thì nó có hỗ trợ nên cơ chế có tay anh em ạ. Khi mà anh em nào mà đeo mà bỏ nó ra ấy, thì anh em lên cho nó vài cái có tay để nó tích cót, dự trữ cót để ngày hôm sau anh em đeo thì nó giờ nó vẫn chạy chuẩn anh em nhé. Tổng thể zin nguyên bản và cũng chưa làm lại bất kỳ một cái gì cả. Đáy của nó còn rất là mộc. Chiếc đồng hồ chạy với bộ máy tự động và size mặt là size 34.2mm, một cái size cũng chuẩn size vintage xưa. Anh em nào mà chưa có cái chiếc đồng hồ mà thương hiệu như này trong bộ sưu tập thì hãy đừng bỏ lỡ. Và cũng như là một chiếc đồng hồ có cái sớ lụa ngang cũng rất là độc đáo. Và chiếc đồng hồ này được kết hợp với một sợi dây da đen làm tôn lên cái vẻ mặt vàng, cũng rất là tuyệt vời anh em ạ.
Và anh em nào mà yêu thích sản phẩm này lên cho em mã 6, giá em giao lưu là 4.800.000 đồng. Và em cũng chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã cùng xem và cùng ủng hộ kênh của em. Và anh em nào yêu thích hãy nhanh tay gọi điện, số điện thoại ở phía bên phải màn hình video. Và em xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.